Bây giờ là 4 giờ chiều ngày 7 tháng 9 năm 2021. Trời đang mưa các bạn. Mưa khá là lớn à. Hờ như giọt mưa vỡ trên mặt xuyên. Hờ như giọt mưa vỡ trên mặt xuyên. Đây qua lớp cửa kính các bạn. Người từ trăm năm về những sao mộng. Quá wow, trời lớn. Đi qua sông rộng. Bây giờ là 4 giờ rưỡi các bạn ơi. 4 giờ rưỡi mà trời mưa còn lớn hơn nữa. Cái này bây giờ đi tóc tả luôn á. Mát rượi luôn.
Mới mưa mà mưa lất phất à, mưa lất phất à. Giờ nhìn 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 bằng mắt thường thì mới thấy nó ít ít, còn không mấy thì nó không có thấy. Anh thấy nước không? Nước sông nó giận gợn 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 á. Nhìn vô ao nước thì mới mấy mưa, còn nhìn bình thường là không thấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. Trên núi Chứa Chan, Gia Lào.